Đông Nhi, Tóc Tiên cùng dàn sao Việt xúc động nói lời tiễn biệt đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Sáng ngày 8 tháng 3, gia đình báo tin đạo diễn Vũ Ngọc Phượng qua đời vì bạo bệnh. Anh ra đi vào lúc 5 giờ 16 phút, hưởng dương 37 tuổi. Nghe tin nam đạo diễn qua đời, tất cả bạn bè nghệ sĩ đều bàng hoàng thương tiếc. Chấp nhận cái chết nhưng tinh thần đạo diễn Vũ Ngọc Phượng vẫn lạc quan. Trước khi ra đi, anh còn đăng bức ảnh kèm lời nhắn: "Chào tạm biệt, mọi người ở lại bình an nhé." Sau bài viết của anh, ai cũng đồng cảm, xúc động trước sự ra đi của cố đạo diễn. Các bạn bè đồng nghiệp đã lên tiếng động viên an ủi người thân của anh có thể vượt qua được nỗi mất mát. Jun Phạm chia sẻ kỷ niệm với cố đạo diễn: "Thương anh đã không phải chịu đau đớn nữa rồi. Anh và em thường hay tâm sự mộng mơ về một thế giới thần tiên. Nay em tin rằng anh đang hiện hữu ở nơi đó. Những năm tháng được làm bạn cùng anh, vui buồn có đủ, nhưng em mừng và hạnh phúc vì chúng ta đã lại tìm được tiếng nói chung. Nhờ cả vào anh, sự chân thành và lòng vị tha vô bờ bến, anh đã có một cuộc sống thật sự ý nghĩa với gia đình, bạn bè và những hoài bão tuyệt đẹp. Anh đã giúp đỡ và cứu được rất nhiều em bé bị bệnh tim bẩm sinh, có được cơ hội được sống thêm lần nữa bằng tài năng và tình yêu thương của mình. Trong khi anh cũng có một trái tim không lành lặn như các em, nhưng đó là một trong những trái tim dũng cảm và giàu tình yêu nhất mà em may mắn từng được biết. Anh ra đi thanh thản nhé, thương anh Phượng của em." Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng được khán giả biết đến qua những tác phẩm nghệ thuật như 12 chòm sao, Vẽ đường cho yêu chạy, 100 ngày bên em, Anh trai yêu quái. Ngoài ra, Vũ Ngọc Phượng còn là đạo diễn của loạt MV đình đám như Ác mộng, 4 chữ lắm, Âm thầm bên em, vân vân.